Trong những ngày này, bà con nông dân huyện Tuyên Hóa đang tích cực xuống đồng chăm sóc vụ lúa hè thu năm 2021. Vụ sản xuất hè thu năm 2021 này, huyện Tuyên Hóa đưa vào gieo cấy 1.175 ha lúa với các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn, cho năng suất sản lượng cao, có khả năng chống chịu với sâu bệnh và hạn hán như PC6, HT1, DB6, DV108. Ngay từ đầu vụ, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động lịch thời vụ theo điều kiện thực tế của từng địa phương, rà soát để xây dựng phương án chống hạn, tích nước, sử dụng nguồn nước hợp lý, đảm bảo sản xuất an toàn. Hướng dẫn bà con thực hiện tốt các khâu chọn giống, làm đất, bón phân và nạo vét kênh mương nội đồng nhằm đảm bảo gieo cấy hết diện tích đúng khung lịch thời vụ, đồng thời khuyến khích người dân đưa các giống mới có năng suất cao, thích ứng tốt với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng vào sản xuất. Với thời tiết diễn biến thuận lợi nên toàn bộ các diện tích lúa trên địa bàn huyện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, bà con nông dân đang tích cực ra đồng chăm sóc, tỉa rằm nhằm đảm bảo cây lúa sinh trưởng và đẻ nhánh, mang lại năng suất cao. Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa cũng đã chỉ đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để chủ động phát hiện và xử lý kịp thời sâu bệnh hại lúa, tránh lây lan trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng, nhằm đảm bảo một vụ mùa thắng lợi.